Xin chào các bác nhá, cuối năm rồi, hôm nay đã 19-20 Tết rồi. Trời thì mưa quá các bác ạ, đây, đây các bác xem, anh em ngồi này, mưa này. Mưa tí tách luôn, em đang phải đội ô đây. Đấy thì hôm nay nhà em là cũng tính là chuẩn bị dọn xưởng rồi. Dọn xưởng rồi thì cũng còn vài bộ ghế là hôm nay em quay giới thiệu cho các bác luôn. Mấy hai bộ trường kệ cũng có khách đang hỏi đây. Đây, ở phía bên trong này. Đấy thì em sẽ đi vào và giới thiệu cho các bác xem nhá. Hai con ghế này hàng đẹp đấy, hàng đẹp và em sẽ bán với giá hợp lý cho bác, các bác nào quan tâm. Đây, đây hai con ghế đấy các bác này. Đấy phía bên ngoài thì em có một bộ này là bằng lim. Đấy, phía bên trong này thì bộ này trong là cao tiền hơn. Đấy, tuy nhiên là nếu mà để về thẩm mỹ ấy, thì nó sẽ không bằng bộ bên ngoài. Đấy, bộ bên trong là các cụ hay gọi là nó xấu dễ tốt cổ đấy. Đấy thì tí nữa em sẽ mời các bác là cùng chiêm ngưỡng giới thiệu luôn nhé. Đây thì bộ bên ngoài này. Bộ ngoài là trường lim. Nhà em bộ này thì có 6 món cơ. Bộ này 6 món còn một cái đôn đầu bàn với hai đôn ngồi nữa. Đấy thì em báo giá luôn. Hiện tại bộ này em bán với giá là 30 triệu 6 món. Đấy. 30 triệu 6 món trường đại, kích thước 2m17. Và hàng thì là dày dặn cao to. Dày dặn cao to là hàng phổ thông. Có nghĩa là hàng phổ thông bình thường ấy là nó chỉ cao độ 80 thôi. Bộ này em làm cao 85 86 này. 85 86. Đấy. Mặt liền. Gỗ thì dày. Riêng cái phần mặt này của em là 4 chỉ nhá. Đây mỗi chỉ của nó là 7 ly thì 74 là 28. 2/8 gần 3 phân. Gần 3 phân của nó đấy. Đây, gần 3 phân của nó đấy. Rất là dày luôn nhá. Rất dày luôn này. Toàn bộ tay ốc liền. Như em đã giới thiệu trong video khác. Hàng của bên em là tay ốc liền hết. Vách là rất là cao và dày. Đấy. Yếm nó cũng là yếm 4. Đấy, mặt liền. Đấy. Nói chung là bộ này thì là rất là đẹp. Vân veo nó rất là đồng đều. Rất đồng đều và đẹp luôn. Đấy thì 30 triệu 6 món. Đấy, em báo giá luôn. Trong buổi chiều hôm nay mà cũng như cuối năm em dọn sửa mà các bác nào kết thì em có thể ra lọc. Ra lọc luôn. Đấy. Thì đây. Đây là bàn nó đấy nhá. Bàn là mặt là cũng mặt liền. Kể cả phần dưới này của em liền này. Dưới cũng liền luôn này. Mà rất là rẻ, rất là hợp lý luôn, chỉ với 30 triệu. Đấy còn phía bên trong này. Phía bên trong này em giới thiệu bộ này là nó cao tiền hơn. Bộ này kích thước là nó là hàng chung thôi. Hàng chung nhưng mà chỉ có 3 món thôi. Tuy nhiên là giá bộ này đã lên tới 45 triệu rồi. Đấy. Chênh nhau 15 triệu. Hơn thế bởi vì bộ này hàng nhỏ mà đã 45 triệu. Bộ này hàng đại mà có 30 triệu thôi. Đấy. Chênh nhau rất là nhiều. Đấy. Tuy nhiên là nếu mà để xét về cái độ đẹp mà chẳng hạn như là màu nó đều, gỗ đều màu này. Mà có vân. Có vân mà mắt ít đấy thì bộ này không lại được. Tuy nhiên giá thành nó lại cao thì các bác biết tại sao không? Thì bộ này nếu mà các bác nào biết về gỗ mà hoặc là chơi gỗ, biết về cái dòng gỗ Mita này đấy thì mới chơi cái dòng gỗ trường kỷ của Mita thôi. Giá thành nó cao hơn này. Đấy, nhìn thì nó sẽ không thể đẹp bằng cái bộ ngoài này. Bộ bên ngoài rẻ tiền hơn nhưng mà không thể bằng bộ này được. Đây. Bộ này gỗ nó rất là nhiều vết luôn. Đặc điểm của cái loại gỗ Mita này là rất nhiều mắt. Rất là nhiều mắt luôn. Đấy em giới thiệu luôn. Nếu mà nhìn mọc. Nhìn mọc rất là nhiều mắt. Tuy nhiên là để nói về cái chất gỗ mít này ấy, thì cái gỗ lim ngoài này thì sẽ không lại được bằng gỗ Mita này. Đây. Cái chất gỗ mít này cái thứ nhất là nó không bao giờ nó cong vênh hoặc là nó nứt răm. Nứt răm. Đấy. Thì nếu mà hoặc là nứt răm hoặc là nó cong vênh. Đấy, co ngót rất ít. Đấy, có những bộ trường kỷ gỗ Mita mà các cụ ông ngày xưa để có thể vài trăm năm. Vài trăm năm nhưng mà không hỏng. Cái chỗ này là nhà em dính màu, dính sơn nhé. Đấy, vài trăm năm mà không hỏng ấy. Bộ này thì phải các bác nào biết về gỗ mít thì mới chơi được cơ. Các ông thì hay gọi là xấu dễ tốt cổ đấy. Đấy. Nhưng mà để mà hình thức bề ngoài thì nó không thể đều màu như này được. Nó sẽ có miếng đen, miếng vàng. Đấy. Mà miếng gỗ nó sẽ có mấu mắt đấy, mấu mắt kèng cành kèng đấy. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà để về độ bền, độ bền và dùng lâu dài thì cái chất gỗ mít này thì không có một loại gỗ nào có thể lại được trong cái tầm giá này nhá các bác nhá, trong tầm giá này nhá. Những cái gỗ hương hoặc gỗ đỏ ấy, thì nó vất vân rất đẹp thôi, nhưng nếu mà để co ngót ấy, thì gỗ mít này thì nó sẽ chất hơn rất là nhiều, nó rất là bền luôn. Bộ này nhà em cũng để rất là lâu rồi, cong vênh cong ngót rồi. Đấy, các bác nào yêu mến thì hoặc nhưng mà phải biết về gỗ mít thì mới chơi được loại hàng này. Đấy. Còn những cái mắt này thì nếu mà trong quá trình mà sơn hoặc hoàn thiện
Thế thì bên em nó sẽ xử lý được. Thế còn nếu mà để xem nguyên màu cũ mít này thì nó sẽ không thể đẹp, không thể đẹp bằng những cái bộ ghế lim này được. Đây, bộ lim này vân nó rất là có vân mà mắt nó rất là ít. Đấy, gỗ nó đều màu. À, bộ mít này thì nhìn, nếu mà nhìn mộc thì nó rất là xấu. Còn khi hoàn thiện lên này em sẽ tỉa màu đậm hơn này, cũng như là cái phần mắt này để có thể xử lý cho các bác được. Đấy, thì các bác yêu mến thì có thể, hoặc là biết về gỗ mít thì hãy chơi dòng gỗ Mita này nhá. Thì ở quê em ấy, quê em ở Phú Thọ. Ở Phú Thọ thì mọi người lại rất chuộng gỗ mít. Đấy, còn những cái dòng gỗ nhập khẩu như gỗ lim, gỗ hương này thì là các bác khách ở các tỉnh khác ấy dùng rất là nhiều. Đấy, nên là mỗi người có một cái sở thích, cũng như là biết chơi gỗ thì chơi gỗ nó khác nhau. Đấy, còn tuy nhiên là nếu mà xét về cái giá thành hợp lý, chất lượng dùng bền tốt, giá bình dân, đấy thì các bác cũng chơi dòng gỗ lim này là rất là tuyệt rồi. Các bác ngồi có thể hàng trăm năm cũng không thể hỏng được, không bao giờ hỏng được. Đấy, tuy nhiên nếu mà để mà xét về chất gỗ thì gỗ Mita thì là chất nó vẫn hơn. Đấy, tuy nhiên là nhìn tổng thể bên ngoài thì nó sẽ không bằng. Đấy, thì buổi chiều hôm nay thì cũng là 19-20 Tết rồi. Thì các bác nào có nhu cầu về thì bàn ghế ấy, thì cũng thể hãy liên hệ với xưởng gỗ Tùng Tám nhé. Ngoài ra em còn rất nhiều mẫu như Tần Thủy Hoàng hay là ghế đào khác ấy. Đấy, thì các bác yêu mến các bác liên hệ nhé. Đấy, bên xưởng nhé.